Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Hiện nay tại tiệm McDonald's có tham gia hai bánh sausage hay chicken McGriddles chỉ 3 đồng 50 cent. trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo tôi đang đề cập đến các nỗ lực hạn chế các loại thuốc ngừa thai hoặc là tránh thai loại thuốc này mang tên là Plan B One Step giá bán trước đây trước khi mà có phán quyết đó nó khoảng 42 đô la tự do thoải mái lắm một viên thôi trong trường hợp này những người phụ nữ vì lý do nào đó hai đêm hôm trước bởi vì họ à, thuốc này họ nói nó có cái à, hữu hiệu đó, trong vòng 3 ngày lận. Nếu trong vòng 3 ngày đó người phụ nữ mới khám phá ra là trong cái việc quan hệ tình dục mà không được bảo vệ đó, người thanh người bạn trai và thậm chí chồng mà vì lý do nào đó không có được bảo vệ, không mang bao cao su vân vân hoặc là bà không có uống thuốc ngừa thai thì sợ quá hoặc là lỡ uống chậm đi một ngày thì họ có thể uống một viên này vào ngay lập tức. Cái thuốc này khi mà vào trong cơ thể người phụ nữ nó ngăn cản không cho bùng chứng dụng Hoặc là có những cái vấn đề mà ngăn cản không để cho cái tinh trùng à, nên là, là thụ thai Thì đó đơn giản là như thế Nhưng mà à, cũng ngay lập tức ngay sau khi phán quyết của tòa đưa ra Nhiều tiểu bang những người phụ nữ ở đây đó Họ sợ ồ oh ồ oh, nếu mà như vậy thì Thậm chí mình không được đi phát thai rồi mình phải di chuyển ra khỏi tiểu bang mất công ăn việc làm đi học vân vân Sợ quá họ lên trên mạng họ mua Họ đi vào nhà thuốc Tây họ mua đâu Có nhiều người mua cả đóng luôn năm mười viên họ vơ và hết hết thì ngay lập tức à, ngày hôm qua thì à, CVS là Walgreens, Walmart và à, những nhà thuốc tây đó họ đều nói ô cái chuyện vơ vét này là không được bởi vì làm đó, điều đó nó mất công và quý vị cũng thấy đó họ nói à, Walmart, CVS họ nói họ không có thiếu hàng họ còn trong nhà kho nhiều lắm nhưng mà bởi vì cái số lượng quá cao và họ sợ đó nhiều người lợi dụng thời cơ này để tăng giá. Ừ trên Amazon đó, nó lên tới 58 đồng một sáng tôi check đó, lên tới 58 đồng mấy một viên đó quý vị. Cho nên giá cả trong vòng mấy ngày qua đã nó tăng đột biến rồi và người ta cho biết nó cũng không tránh khỏi cái tình trạng đầu cơ tích trữ. Vì thế họ hạn chế Walmart hình như mua được 3 viên à một lần mua thôi. CVS cũng muốn hạn chế như thế, họ nói hàng không có thiếu. Nhưng mà quý vị không có được mua nhiều quá như vậy để dành cho những người khác thì điều này cho thấy rằng cái tình trạng này nhiều người phụ nữ họ muốn mua để dành à, tuy nhiên cái loại thuốc này thậm chí có những nhà bảo thủ ở các tiểu bang bảo thủ đó họ thậm chí còn ngăn họ không muốn luôn ừ. không muốn cho người phụ nữ mua luôn. và thậm chí họ nói rằng họ sẽ đang tìm đưa cách đưa ra những cái luật siết chặt và cái chuyện này nó sẽ dẫn đến cái chuyện phiền toái là kiện thưa một lần nữa thưa quý vị tòa À, bên dưới đó hiện nay ở các tiểu bang cũng đã gặp phải những cái tình trạng gọi là trigger law à, trigger law có nghĩa là không cần biết hệ mà tòa tối cao phán quyết đưa ra cái chuyện mà cái cái chuyện phán quyết này không có phải là cấm hoàn toàn họ nói cái quyền mà cấm phá thai hay là giới hạn phá thai là tiểu bang quyết định mà tiểu bang ở đây có nghĩa là cử tri sẽ quyết định nếu mà tiểu bang đó đông người theo đảng Cộng hòa thì họ sẽ bỏ phiếu thông qua các luật siết chặt quyền phá thai. À, có những tiểu bang không có cấm hoàn toàn. đó Nhưng mà họ siết chặt có nghĩa là ồ nếu mà mang thai trong vòng 4 tuần, 6 tuần khi mà nghe nhịp đập con tim rồi của bào thai rồi đó là không được phá thai nữa. Làm sao biết được chuyện đó. Cho nên những người phụ nữ để đi mua thuốc ngừa thai, tránh thai là như thế. Tòa nói rằng, à, tòa tối cao đó nói rằng quyền đó là quyền của tiểu bang quyết định. thì à, những người phụ nữ trong những tiểu bang này uh, uh, thấy rằng cái chuyện này có một gây ảnh hưởng đến mình. bây giờ mình không cần, bây giờ mình chưa có bạn trai, thì rủi ro uh, có bạn trai hoặc là uh, gần gũi thì sao? thì họ lo sợ và vì thế họ mua thuốc dự trữ. từ cái vị nhiều à, phụ nữ trong thời gian qua California mình cũng thấy là họ chuẩn bị hết và tin tức mới nhất ghi nhận đó là trong tháng 11 tới đây California mặc dù là tiểu bang rất là rộng rãi cái quyền tự do phát thanh nhưng mà họ sợ đó cho nên California muốn bảo đảm cái quyền đó bằng cách là tháng 11 này quý vị đi bầu trong cái lá phiếu của mình có một cái điều khoản họ nói rằng chúng tôi muốn tòa tối cao pháp viện của California xem quyền phá thai là quyền hiến định để bảo đảm cái đó là nằm chết trong hồ sơ luôn giấy tờ luôn không có phán quyết nào thay đổi được nữa riêng với tiểu bang california cho nên nếu mà người cử tri bởi vì um, tòa tối cao cho phép cử tri mà thì mỗi tiểu bang california ngay lập tức áp dụng cái chuyện này ô oh, cử tri california sẽ quyết định mà nếu cử tri quyết định rồi thì không có cái chuyện kiện thưa gì nữa hết bởi vì đó là chuyện của California. Cho nên cái vấn đề này nó sẽ còn phức tạp và nhức đầu trong thời gian sắp tới. Chưa gì hết mà các tiểu bang chẳng hạn ngay cả Utah thưa quý vị họ cũng kiện và họ thắng. Bởi vì họ nói cái chuyện trigger là không đúng. Trigger là tự động khi mà tòa tối cao ra phán quyết ngay lập tức cái chưa có một cái gì nó giải quyết hoàn toàn hết. Thì nó trigger tức là nó kích lên một cái là tự động đi vào cấm phá tai thì những uh, plan Parenthood những cái trụ sở mà phá thai đó họ kiện thì tòa đồng ý tòa nói không bây giờ cái chuyện này không có nghĩa là phán quyết của tòa tối cao uh, tối cao pháp viện đưa ra là ngay lập tức tiểu bang sẽ áp dụng không có được làm như thế thì uh, tạm thời những người phụ nữ ở tỉu, các tiểu bang như là Louisiana, Utah hiện nay đó, là vẫn còn đi phá thai được nhưng mà rồi cái vụ này nó chưa có kết thúc cho đến khi tòa ở các tiểu bang này quyết định là phán quyết của tòa tối cao pháp viện có thực sự là sẽ áp dụng với các luật hiện hành hay không hay cái vấn đề ở đây nó khó khăn nữa, là phải chờ tiểu bang đó rồi quốc hội như là California nói rằng bây giờ chúng ta phải đưa vấn đề này vào hiến pháp của tiểu bang tức là trong các cuộc bầu cử nhất là tháng 11 sắp tới đây hoặc là đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 thì các tiểu bang đó sẽ phải đưa vào trong các lá phiếu là quyền đó là quyền hiến định ở tiểu bang đó cấm phá thai thì đến lúc đó đó thì tòa sẽ không xét xử nữa bởi vì đó là cái quyền, là cái luật của tiểu bang rồi đúng là nghe nó nó rất là nhức đầu đó, nó chắc rất chắc là đẹp à, tại vì, nó, vì uh, nó, 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 cái cái vấn đề ví yeah, dụ là những người phép nào vua đã đã ra yeah, phép yeah. vua thua lệ làng rồi nó ảnh bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống À, đến cái rồi. vấn đề mà ừ. con cái vấn đề mà nó nó nhiều lắm ngọc lan nghe ngọc lan nhức đầu <laughs> à, nhưng mà thì liên quan đến cái chuyện mà cái quyền được phá thai hay là cấm phá thai đó thì uh, trong những ngày qua nó có một câu chuyện liên quan đến một cặp uh, vợ chồng người Mỹ ừ. uh, đi uh, du lịch sang một cái uh, hòn đảo gọi là Malta ở bên phía khu vực châu Âu Dạ. Yeah. thì nơi đó lại là một cái chỗ mà triệt để cấm phá thai cho dù bất kỳ lý do gì. Thì cái cặp vợ chồng này đó thì người Mỹ, cô vợ tên là Andre, còn người người bạn trai của cô nói là vợ chồng tức tức là họ, họ họ gọi là một cái cặp tình nhân. Anh này là Jay, hai người này á là khi mà họ đi đó thì cô này đang có bầu là 16 tuần thì cô muốn đi trong cái chuyến đi chơi như vậy vài tuần về rồi sau đó bắt đầu bước vào cái thời kỳ là xanh con rồi nuôi dưỡng con cái thì không có còn cái điều kiện đi nữa nhưng mà trong khi mà cô đến cái chỗ mà monta đó được một tuần á thì bắt đầu cô cảm thấy cô bị đau bụng và khi đưa vào bệnh viện á thì bác sĩ nói rằng là cô bị động thai cái thai đó nó bị à, giống như nó bông trốc rồi Nó không còn thể giữ được nữa ừ. Nhưng mà ở nơi đó lại là nơi cấm phá thai Do dù bất kỳ lý do gì Cho nên bây giờ cô không thể nào mà lấy cái thai đó ra được hết Mà bây giờ trong cái điều kiện đó Mà nói là cô bay trở về Mỹ đó thì cũng là không có bảo đảm được cái sức khỏe của mình. Cho nên là người bạn trai của cô giống như là cũng đau đầu về cái chuyện đó bây giờ cho dù lên tiếng như thế nào cũng không thể được mà nói là cái tình trạng của cô thì nó nguy hiểm từng ngày. Không có bay đi được. Không đi bay được bởi vì nó là xa như vậy thì nó cũng sẽ ừ. tình trạng cô đang yếu như thế này thì bây giờ là người chồng đang liên lạc với những cái giống như là bên bảo hiểm ở bên Mỹ như thế nào là có thể tìm được giống như một chuyến bay gì cấp cứu đó khẩn cấp qua với đầy đủ những cái trang bị y tế để mà đưa cô về mỹ để mà lấy Phó cái quá. cái thai nhi tại trong đó ra không, được hay không không sang ý tại vì mau ta nằm ở phía nam nước ừ. ý thì cho cũng nên tiện. là yeah. đó thì liên quan đến cái chuyện mà vấn đề di mà di phá được. thai đôi khi nó có những cái quy định nó rất là khắc nghiệt ừ. bây giờ nếu để như vậy thì người mẹ cũng có nguy cơ là bị yeah. chết nữa cho nên nhưng mà họ không đồng ý là không đồng ý và không bác sĩ nào ở trên cái hòn đảo yeah. đó họ Chị được làm được chứ. Chứ. Yeah. chúng tôi tiếp tục quay ngay, ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi